bán hồi Tết thì cũng bán đắt ha anh. Cũng vài ba vậy đó. Rồi bạn bè đâu trong gia đình cũng lại tiếp ăn không mới người làm. Mới người ngoài. Dạ. Ngoài. Tại vì anh đứng anh nấu anh bán ha. Đây mấy đứa làm đó là 6 triệu ha. 6 triệu một đứa ha. Anh làm 5 lứa gì hả? 8 lứa. Nhưng mà người 4 lứa. Dạ. Chị mình gặp anh Sơn. Hỏi vô vấn đề đi.